Tuy nhiên, vi sinh là một cái thứ mà gọi là chúng ta không cần phải làm gì, nó cũng có thể tự phát triển được. Do đó, trong lúc mà nước bẩn á, bạn có sử dụng cái chất tạo vi sinh thì nó cũng sẽ gây cái tác dụng ngược. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là trong một khoảng thời gian dài bạn không có thay nước, thì khoảng chừng trong 2 đến 3 tuần đi và bạn cảm thấy là nước nó bẩn, nước đục, hoặc bạn nghe người ta nói là cứ nước bẩn như vậy thì đổ cái vi sinh vào nước nó sẽ trong. Nhưng mà ở cái thời điểm đó là trong đó nó không có vi sinh, mà ngay lúc đó bạn đổ cái vi sinh, gọi là cái chất tạo vi sinh vào á, thì nó sẽ gây cái tác dụng ngược lại và sẽ gây hại cho cá. Vì vậy nên cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn mà lúc mà bạn mới chạy nước á, bạn đang tạo nước cho cá, hoặc là cái giai đoạn mà bạn mới thay nước cho cá, cái lúc này cái lượng vi sinh ở trong hồ hoàn toàn chưa có hoặc là có rất là ít, thì đây là lúc mà chúng ta sử dụng cái chất tạo vi sinh, gọi là cái thời gian hiệu quả nhất.